Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Tra Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Người Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 9 Xin mời mở quyển kinh Tờ thứ ba Hàng thứ năm Của Kinh Giang bắt đầu xem từ hai chữ sau cùng trí thường bồ tát tịch căn bồ tát tín huệ bồ tát nguyện huệ bồ tát bắt đầu xem từ chỗ này vì bồ tát bảo tràng phía trước ý nghĩa mà ngài biểu thị cho đến chúng ta phải làm thế nào để học tập và thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta lần trước đã giảng giải rất tỉ mỉ rồi Thế nhưng Ý nghĩa Vẫn chưa có thể Hoàn toàn Biểu đạt ra hết Phía trước nói Bảo tràng cùng Quang Anh Quang Anh là nói hình tướng Bảo tràng là nói Chúng ta phải đem tuyên dương Pháp môn này Cũng chính là Trong kinh Thế Tôn thường hay khuyên dạy chúng ta Đọc tụng Thọ trì Vì người diễn nói Hai vị Bồ Tát này Đích thực là Đại biểu cái ý nghĩa này Do đó Bốn chúng đệ tử chúng ta không luận là hiện tại chúng ta trải qua đời sống như thế nào từ nơi một công việc nghề nghiệp nào đều phải nên dẫn đầu làm gương cho đại chúng xã hội làm mô phạm cho đại chúng xã hội đó chính là nghĩa thú mà hai vị bồ tát này biểu thị trí thượng bồ tát ngài để biểu ra nếu dùng lời hiện tại mà nói trí tuệ cao độ trí tuệ viên mãn diệu trí vô thường cho nên lợi ích chân thật trong phật pháp liền đã thực tiễn rồi chúng ta trải qua đời sống phiền não chúng ta quan sát xã hội này không luận giàu sang bần tiền mỗi mỗi đều có phiền não người sang có phiền não của người sang người giàu có phiền não của người giàu người bần cùng có phiền não của người bần cùng đều là trải qua ngày tháng trong phiền não đều rất là khổ đau. Vì việc này không phải là nói chỉ ngay đời này. Vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều là như vậy. Đúng như người thế gian thường nói, việc không dự ý thường là đến tám do đây có thể biết việc dự ý chỉ chiếm một phần mười còn chưa đến vì sao vị lai vô cùng ngày tháng khổ như vậy phải qua đến lúc nào thì mới có thể ngốc đầu vậy thì phải xem duyên phận duyên phận gì vậy duyên phận gặp được phật pháp chân thật có duyên có duyên còn phải có hai điều kiện bạn mới có thể đến được viên mãn đó chính là trên kinh di đà đã nói không thể thiếu thiện căn nhân duyên phước đức mà được sanh nước kia nhân duyên có rồi bà gặp được rồi gặp được phật pháp gặp được đại thừa nhất là gặp được kinh vô lượng thọ tịnh tông đó là việc hy hữu không gì bằng duyên đầy đủ rồi sau khi chuyên đầy đủ ngay đời này bạn có thể thay đổi được đời sống của bạn hay không vậy phải xem phước đức nhân duyên của bạn nếu như bạn có thiện can phước đức đời sống của bạn lập tức liền thay đổi trong phật pháp gọi là liều khổ được vui không phải là giả rất là hiện thực Hiện tại liền lìa khổ Hơn nữa lìa tất cả khổ Được vui Viên mãn Bạn nói xem Từ tại dương nào Nếu các vị muốn hỏi Thiện căn phước đức là thiên chốt cái gì gọi là thiện căn thiện căn là thật tính Thật Thông suốt Lý giải Tính giải Là thuộc về thiện căn Nguyện hạnh Là thuộc về phước đức Bạn có cái nguyện này không? Bạn có chịu làm không? Có cái nguyện này Lại là chịu làm theo Bạn là người đại phước báo bạn từ đây về sau không còn trải qua ngày tháng của phiền não nữa trải qua đời sống trí tuệ cao độ đó chính là trong phật pháp thường gọi là chuyển phiền não thành bồ đề đó chính là trí thượng bồ tát chuyển phiền não thành bồ đề chuyển đời sống phiền não của chúng ta trở thành đời sống trí tuệ cao độ vậy thì đời sống của bạn cùng với chư phật bồ tát pháp thân đại sĩ thật là không hề khác biệt nói đến chỗ này có lẽ có động tu liền nói vậy thì có phải có thể chuyển bần cùng của chúng tôi thành giàu sang hay không không phải vậy bần cùng vẫn là bần cùng thế nhưng bần cùng mà họ không khổ họ không phiền não biến thành thế nào vậy nghèo mà vui bần cùng an vui vậy thì tự tại nếu như bạn không tin tưởng bạn xem qua hư dân lão hòa thượng niêm phổ thư viện của chúng ta có lão hòa thượng hư dân đi viếng ngũ đại sơn phát ra là cái tâm chân thành ba bước một lạy lộ trình mấy ngàn dặm lại hết ba năm mới lạy đến nơi trên đường đi gặp rất nhiều gian khổ khi ngài gặp đại nạn khi gặp trọng bệnh khi không có người giúp đỡ có một người xin ăn tên là hóa tử đến giúp đỡ ngài giúp đỡ ngài rất nhiều lần cho nên lão hòa thượng rất cảm kích đối với ông ấy hỏi ông ấy tên gọi là gì người xin ăn đã nói ông tên văn kiết văn của văn chương kiết của kiết tượng hỏi ông ở nơi đâu ông ấy nói ông ở dưới núi ngũ đại sơn ngay đến ngũ đại sơn thì có thể gặp được tôi sau đó lão hòa thượng lại đến ngũ đại sơn hỏi thăm mọi người ở ngũ đại sơn có một người xin ăn tên văn kiết các người có biết hay không mọi người đều nói đó là bồ tát gian thụ bồ tát gian thụ xin ăn làm người ăn mày vui vẻ không gì bằng an vui không gì bằng các vị phải nên biết phật nhất định sẽ không giúp chúng ta tăng thêm tham sân si chúng ta lạy phật liền có rất nhiều tiền thì có thể làm quan to vậy bạn hoàn toàn sai rồi phật bồ tát sẽ không giúp đỡ bạn những thứ này phật bồ tát giúp đỡ bạn giác ngộ giúp đỡ bạn hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh giác ngộ rồi an vui người giác ngộ gặp gì cũng vui đó là đời sống trí tuệ cao đẳng đời sống trí tuệ cao đẳng không phải ở giàu có thế nên giàu sang bần tiện thế gian phật không thể giúp đỡ vì sao không thể giúp đỡ bạn đó là quan hệ nhân quả đời trước bạn không có tu nhân bố thí đời này không được hưởng thọ của giàu sang nếu như phật có thể giúp được cho bạn mà nói chẳng phải là phá vỡ đi định luật của nhân quả làm gì có loài đạo lý này Những lý lẽ sâu sắc này Với sự tướng phức tạp Chỉ có Phật tường tận Chỉ có Phật thấu đáo Cho nên Phật được gọi là Thánh Nhân Thánh ý nghĩa là gì vậy? thâm minh nghĩa lý thì gọi là thánh. Đối với sự lý của vũ trụ nhân sanh, thông đạt thấu hiểu triệt để. Nhưng như thế nào thì được quả báo như thế đó. Cho nên Phật dạy chúng ta, nếu như bạn muốn giàu sang, nếu như bạn muốn sống lâu, tuổi thọ dài lâu Phật dạy bạn tu nhân. Bạn chính mình tu nhân thì quả báo sẽ hiện tiền. Nếu như tu nhân sức nỗ lực, sức dụng mạnh, quả báo đó không đợi đến đời sau sẽ có được ngay trong đời này. Cho nên chúng ta nhất định phải dũng mạnh, tinh tấn vậy mới được chuyển biến nhân quả của chính mình phật là chỉ đạo chúng ta dạy bảo chúng ta việc thì nhất định chúng ta tự mình phải đi làm sau khi chúng ta nghe phật dạy rồi không chịu y dạy làm theo thì không còn cách nào chúng ta không thể chuyển được nghiệp lực tuy là không thể chuyển được nếu như chân thật thông hiểu phật pháp bạn liền tự tại an lạc bạn trải qua đời sống của phật bồ tát không còn trải qua đời sống của phạm phu nữa vì sao vậy bạn có trí tuệ trí tuệ từ đâu mà có trí tuệ từ quan anh bảo tràng mà có được chính là nghe pháp tu trì mà có được thế nhưng vì sao Người có trí tuệ cũng có phước báo Rất thông minh Người có phước báo rồi Họ còn làm ra những việc hồ đồ Cái lý này rất sâu Lý là gì vậy? Nghiệp lực sai khiến Rất đáng sợ Trong thế xuất thế gian Pháp Chúng ta tỉ mỉ quan sát đều còn đủ chúng ta thấy được thậm chí chính mình gặp phải rồi tâm địa phải bình hòa nhất định phải tuân thủ giáo huấn của phật không được trái phạm bạn xem khi vào thời nhà dạ đường đường thái tông ngay trong đế dương nhiều đời trung quốc vì vua anh minh việc đáng tiếc lớn nhất cả đời ông, ông làm hoàng đế rồi thì giết chết anh của ông. Giết chết luôn em của ông, đó là vết nhơ của ông trong lịch sử. Đối với thành tích của ông không ai cũng bội phục, thế nhưng đối với điểm này không có ai tán đồng. Không có tình anh em. Chúng ta lại xem một thí dụ triều nhà Thanh, hoàng đế Ung Chánh. Con trai của vua Khang Hy, khi Ung Chánh làm hoàng đế, đều đem giết sạch hết anh em của ông. Không trừ một ai. Bạn có thể nói, ông không có trí tuệ, ông không có phước báo chăng? Ông không hiểu Phật Pháp sao? Hiểu. Hoàng đế nhà Thanh đều là tín đồ Phật giáo thuần thành đều có rất nhiều quốc sư hướng dẫn ông nghiệp lực không thể nghĩ bàn cho nên chúng ta ngày nay trong thế pháp trong phật pháp ngày nay kém xa so với quá khứ không xem trọng giáo dục đạo nghĩa cái phong tục phương tây ngấm vào người Trung Quốc chúng ta đem truyền thống cũ xưa Trung Quốc phá bỏ hết người Trung Quốc ngày trước từ nhỏ được tiếp nhận giáo dục trung hiếu nhân ái tín nghĩa hòa bình được những loại giáo dục này xã hội ngày trước nói đạo nghĩa là nói nghĩa khí xã hội phương tây ngày nay nói cái gì nói lợi hại nói lợi hại thì đáng sợ vừa có lợi thì lập tức đổi tâm thì đạo nghĩa không còn Việc này hiện tại gần như nơi nào chúng ta cũng đều có thể xem thấy rõ ràng nhất. Bạn thấy ở Mỹ có rất nhiều công ty. Trong công ty này có rất nhiều nhân tài chuyên nghiệp. Công ty khác biết được liền lôi kéo qua. Họ sẽ cho bạn rất nhiều đại ngộ. Tôi sẽ cho bạn thêm nhiều đại ngộ hơn nữa. Từ chức nơi này thì đến nơi kia nhậm chức liền. Thấy lợi liền quên nghĩa Việc này Trung Quốc ngày trước không có Bằng đẩy ngộ họ có cao hơn Họ cũng không thể thay đổi Người có cảm tình Người có đạo nghĩa Không thể nào làm như vậy Thế nhưng giáo dục của phương Tây Họ cho rằng đó là việc rất bình thường Ngày nay chúng ta thấy được đã quá nhiều Cũng thấy được rất bình thường Rất dễ dàng biến chất rất dễ dàng đổi tâm. Mà tự nghĩ xem xã hội này làm sao mà không loạn. Mọi người đều nhìn thấy lợi. Đạo cùng nghĩa không còn. Hiện tại nói đến chỗ này, chúng ta không thể không bội phục người Nhật Bản. Tôi đối với người Nhật Bản thật là bội phục năm dốc sát đất. Tuy là ngày trước họ ức hiếp người quá đáng, Người Nhật Bản ở xã hội ngày nay còn có đạo nghĩa, khi họ ở công ty tuy rất là suy thoái Công nhân Không đành bỏ đi Không nhận tâm rời bỏ Vẫn phải hỗ trợ công ty Họ sẽ không bỏ chạy đi nơi khác Cái gốc này Là văn hóa Trung Quốc Họ còn có thể giữ gìn Công nhân có gì không vừa lòng Đối với ông chủ, đối với công ty Thì kháng nghị Kháng nghị mà họ không bãi công trên đầu họ đeo một miếng vải trắng Ông chủ xem thấy liền biết được Họ có ý kiến rồi Vô dàng triệu tập hội nghị để giải quyết Giải quyết ôn hòa Họ không bãi công Không như nước ngoài Ngoài quốc khi không vừa lòng Lập tức bãi công Vừa bãi công thì đôi bên đều bị tổn thất Ngày nay chúng ta ở trong xã hội này Còn có thể xem thấy một chút nghĩa khí Ngoài Nhật Bản ra Các nơi khác không còn xem thấy loại đạo nghĩa này mới chân thật biết được tri ân báo ân thế nhưng giáo dục phương tây ân nghĩa không có họ không biết được cái gì là ân không biết được cái gì là nghĩa thì làm sao có thể nói đến báo ân vậy thì hoàn toàn không thể nói đến giáo dục của phật pháp tuy là tốt đến như vậy nếu như thiện căn phước đức của họ không đủ Họ nghe rồi cũng tin tưởng Thế nhưng người khác nói dạy câu Thì họ lập tức liền không tin tưởng Hiện tại ở thế gian này Trên Kinh Lan Nghiêm nói rất hay Tà sư nói Pháp như hàng hà xa Bạn không có trí tuệ cao độ Mê hoặc Của năm dục sáu trần ở bên ngoài Nếu bạn có thể không động tâm Tôi thường hay nói cho động tu Trong đội bộ chúng ta nghe Bạn là Bồ Tát tái sanh bạn không phải là người phàm Người phàm thì làm gì có thể không bị động tâm chứ Làm gì mà không bị mê hoặc chứ Cho nên bạn động tâm Bạn bị mê hoặc Chúng ta thấy được đó là hiện tượng bình thường Thế suốt thế gian Pháp đều là như vậy Bạn tiếp xúc được những cảnh giới này Mà không động tâm Vậy thì bạn không phải là người bình thường Bạn không phải là người phàm bạn là người phàm thì làm gì mà không bị động tâm bạn nhận được giáo dục hiện tại xem thấy lối sống của xã hội hiện tại trong tự nhiên bạn liền bị đó ảnh hưởng trong tự nhiên bạn liền bị đó xếp đặt cho nên chỉ có một phương pháp ở trên kinh này của chúng ta nói hiền hộ bạn phải hiểu được chính mình nên làm thế nào bảo hộ chính mình Thành tựu đạo nghiệp ở ngay trong một đời này Nhất định phải trải qua đời sống trí tuệ cao độ Quyết định không thể dùng cảm tình mà làm việc chị Bồ Tát kế tiếp Tịch căng Bồ Tát Chỉ có trí tuệ cao độ Mới có thể vào được thiền định sâu vị Bồ Tát này đại biểu tịch diệt cảnh trí, đại định mà trên quả địa dư lai chứng được. Thủ là nghiêm đại định. Mà trên Kinh Lăng Nghiêm nói Là Hoa Nghiêm Tam Bụi Mà trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói Sư tử phấn tốc Tam Bụi Là đại định của quả địa Như Lai Căng là nói sáu căn. Tịch là thanh tịnh tịch diệt. Định tịch diệt so với định của vô sanh pháp nhẫn còn sâu hơn. Chúng ta xem thấy trên kinh Nhân Dương. Vô sanh định vậy thì đã rất sâu rồi. Là Bồ Tát thức địa, bát địa, cửu địa chứng được. Bồ Tát thức địa chứng được là hạ phẩm vô sanh pháp nhẫn bát địa là trung phẩm cửu địa là thượng phẩm tịch diệt định là bồ tát pháp dân địa bồ tát thập địa chứng được hạ phẩm bồ tát đẳng giác là trung phẩm quả địa như lai là thượng phẩm đương nhiên những bồ tát ở chỗ này đều là đẳng giác bồ tát tại gia đâu phải là phạm phu cho nên tịch diệt định này của họ chí thiếu an trên Kinh Nhân Dương nói cũng là trung phẩm. Thành Phật là thượng phẩm. Ông là trung phẩm, đã đạt đến đỉnh cao nhất của Bồ Tát. Định từ do đâu mà ra? Định từ huệ mà có. Bạn không có diệu trí vô thượng. Bạn làm sao có thể chứng được tịch diệt cảnh trí? còn định cùng huệ là hỗ trợ lẫn nhau chúng ta nhất định phải hiểu cái đạo lý này định có thể giúp đỡ huệ huệ có thể giúp đỡ định huệ là nhìn thấu cái gì gọi là nhìn thấu hiểu rõ chân tướng sự thật đó là nhìn thấu định là bạn ở trong hiện tượng thực tế bạn có thể như như bất động Chính là trên Kinh Kim Cang đã nói Bất thủ ư tướng như như bất động Bất thủ ư tướng là không chấp tướng Ngoài không chấp tướng Trong không động tâm Đó là thiền định Công phu thiền định của bạn sâu Giúp cho bạn nhìn thấu Cũng chính là chân tướng sự thật Càng ngày càng rõ ràng Càng ngày càng tường tận Càng ngày càng nhìn thấy được thấu triệt càng thấy được thấu triệt Sức định của bạn Sẽ càng ngày càng sâu Phạm phu thành Phật Từ trên nguyên lý mà nói Chính là định cùng huệ Bình thường chúng ta nói Định huệ thì mọi người khó hiểu Nghĩ đến cái định huệ này Đại khái không phải là phạm phu có thể học làm cho họ thấy được sâu hơn Quá thần bí Cho nên chúng ta đổi cách khác mà nói Nhìn thấu buông bỏ Thì mọi người dễ hiểu Nhìn thấu là huệ Buông bỏ chính là định Nhìn thấu Chính là hiểu rõ chân tướng sự thật Buông bỏ là buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Đây là bao gồm tất cả căn gốc của nghiệp tập phiền não. Bạn xem, Thiền Tông thường nói, tu từ căn bản, giáo hạ cũng không ngoại lệ. Chúng ta phải tu từ căn bản. Căn bản là gì vậy? Căn bản chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phải đem vọng tưởng phân biệt chấp trước, Thể đều buông bỏ. Bạn điền thành Bồ Tát, liêm thành phật vọng tưởng phân biệt chấp trước mỗi ngày đang thêm lớn thì thật đáng sợ thêm lớn những thứ này thì không thể không tạo nghiệp tạo nghiệp thì không thể không thọ báo việc này chúng ta không thể không biết ở trong kinh điển phật hết lời khuyên bảo chúng ta chúng ta không thể xem nó như trò đùa phải nghĩ lại phải đi làm phải chăm chỉ nỗ lực mà làm phật răng dạy người mới học giới luật rất tinh nghiêm vì sao vậy chúng ta vẫn chưa hiểu chuyện cũng giống như trẻ nhỏ vậy Trẻ nhỏ ba bốn tuổi không biết chuyện Đi vào nhà trẻ Cô giáo nhất định phải dạy cho chúng rất nhiều quy củ Phải ở bên cạnh chúng xem chừng Khiến cho chúng tập thành thói quen Không phạm lỗi lầm Bồi dưỡng căn cơ của chúng Phật Pháp cũng không ngoại lệ Người sơ học nhất định phải dân giữ trăng dạy của Phật Đến sau này Bạn có định Có trí huệ rồi Vậy thì tự nhiên Bạn liền có thể tự làm chủ Phật không cần phải chăm lo cho bạn đến như vậy Cho nên trong danh hiệu của những Bồ Tát này Hàm chứa nghĩa lý Vô lượng vô biên Không có cùng tận mười sáu vị bồ tát đều là tấm gương tốt cho thế gian chúng ta chúng ta học phật đến đâu để học vậy phải học ở họ hướng đến họ học tập vậy ý nghĩa danh hiệu của họ xem không hiểu thì phải làm sao xem không hiểu trên kinh văn đã nói đều là đó mà phía sau kinh văn đã nói chính là nói những cái ý này cho nên danh hiệu là tổng cương lĩnh của toàn kinh Vậy sao kinh đọc quen thuộc rồi Vừa nhìn thấy danh hiệu Bồ Tát này Chính mình liền nắm lấy được cương lĩnh Liền biết được ngay trong cuộc sống thường ngày Trải qua ngày tháng như thế nào Làm việc ra sao Đối nhân xử thế tiếp vật sao cho đúng Tránh được tất cả lỗi lầm Thành tựu vô lượng vô biên công đức thù thắng Đó là chân thật trang nghiêm tự thân trang nghiêm hoàn cảnh đời sống của chính mình như tỳ lô giá na như lai trong kinh hoa nghiêm như thế giới tây phương cực lạc trên kinh di đà đã nói đó đều là quả báo của chính mình hiểu được làm thế nào để tu nhân thì có quả báo như thế đó nhân duyên quả báo không sót mảy trần cho nên khởi tâm động niệm Lời nói, việc làm của chúng ta Chúng ta phải có trách nhiệm đối với xã hội Chúng ta khởi lên một ý niệm Toàn thể xã hội đều sẽ học theo ta như thế Thì xã hội này có được an định hay không? Đó là ảnh hưởng danh diện Còn ảnh hưởng phụ nữa thì sao? Chúng ta không thể không biết giáo huấn của cổ thánh tiên hiền danh ngôn chí lý giáo hối của phật pháp cùng giáo huấn của thế gian không giống nhau thí dụ nói pháp thế gian thù giết cha không đội trời chung đó là pháp thế gian việc này nhất định phải báo thù bạn không báo thù người trong xã hội sẽ nói bạn bất hiếu còn giáo dục của thánh nhân thế gian bạn báo thù không sai việc ở thế gian pháp là việc đương nhiên nếu như con người này làm quan họ đang tại chức thì bạn không thể báo thù vì sao không thể báo thù vậy? Bởi vì hiện tại họ đang là công chức Là vì đại chúng xã hội phục vụ Nếu mà báo thù Xã hội sẽ không có người phục vụ Cho nên thù này của bạn Không thể báo Đến lúc nào thì báo vậy? Đợi ngày nào mà họ bãi chức Vào lúc đó Thì bạn mới báo thù được Vì sao vậy? Họ đã không còn vì xã hội đại chúng phục vụ nữa Chúng ta mới đến nói việc riêng Có thể thấy được Mỗi niệm vì xã hội Mỗi niệm vì lợi ích của đại chúng Đó là Thánh dân thế gian dạy mọi người Phật Pháp dạy thế nào vậy? Phật Pháp dạy nhất định không được báo thù Vì sao vậy? Báo thù Ngay đời này bạn báo thù họ Đời sau họ lại báo thù lại bạn Đời đời kiếp kiếp báo tới báo lui Không hề ngừng dứt hơn nữa, quán cừu này càng kết càng sâu. Cho nên Phật dạy chúng ta không nên báo thù. Phật cũng biểu diễn cho chúng ta xem. Các vị đã đọc được trên Kinh Kim Cang cái Ca lời dương các xẻo thân thể. Trên Kinh Kim Cang chỉ là nêu sơ qua thôi. Câu chuyện này ghi chép tỉ mỉ ở trong Kinh Đại Niết Bàn tỉ mỉ ghi chép lại một số nhân quả trong đó. Vì những dục tiên nhân đó chính là Thích Ca Mâu Ni Phật chưa thành Phật khi còn làm Bồ Tát. Ngày tu những dục ba la mật. Ca lợi dương, ca lợi là tiếng Phạn. Dịch thành ý nghĩa Trung Quốc là bạo quân ca lợi dịch thành ý nghĩa trung quốc là bạo quân hôn quân vô đạo không nói lý gặp được một người tu hành trên núi ông đêm ngày xử tử lan trì lan trì là dùng dao nhỏ cắt từng miếng từng miếng thịt trên thân xuống sư tử như vậy những dục thiên nhân có ý niệm báo thù hay không không có một chút oán hận cũng không có đó là phật dạy cho chúng ta không có một chút oán hận không hề có cái tâm báo thù vừa có cái tâm báo thù chúng ta là phạm phu chúng ta quyết định đọa lạc bạn không hề nghe lời của phật mà không rõ giáo lý không hề báo thù quan gia nên giải không nên kết họ báo thù đối với ta ta hiểu rõ tất cả đều nghĩ là đang trả nợ cái kết của ta từ đây coi như trả xong đời sau gặp lại hân hoan vui mừng kết đã giải rồi mà không kết quán thù với tất cả mọi người tất cả đều nghĩ là đang trả nợ bạn xem cái tâm này của ta thanh tịnh biết bao sức tự tại mãi mãi giữ gìn thanh tịnh bình đẳng giác đó là tu nguyên tắc của tịch căn thành tựu pháp môn bất dị của tịch căn người khác hủy bán ta nghe rồi hoan hỷ người khác dục mã ta hoan hỷ tiếp nhận người khác hãm hại chúng ta cũng hoan hỷ tiếp nhận đại sư ấn quang nói hại đến bạn nhà tan người chết hại bạn đến ngũ mã phân tây đều cũng không quán trời trách người quyết không oán hận người đã hại ta không oán hận phải xem như thế nào vậy chính trong mạng chúng ta phải gánh chịu việc này thì tâm liền định đem tâm như vậy niệm phật thì đều được giảng sanh hãm hại mà chết vẫn là phải giảng sanh vì sao vậy phật bồ tát tôn kính bạn thiên địa quỷ thần tôn kính bạn là phật nói chúng ta học phật thánh nhân suốt thế gian cùng thánh nhân thế gian không giống nhau thánh nhân thế gian không rời khỏi tình chấp thánh nhân suốt thế gian không còn tình chấp nữa hoàn toàn đem tình chuyển biến thành trí tuệ vô thượng cho nên đời sống của họ là trí tuệ cao độ định lực cao độ tịch căn hiển thị định lực cao độ thực tế mà nói phật pháp đại thừa nói đến chỗ này là tương đối viên mãn phía sau không cần nói nữa để đến được cảnh giới như lai quả địa nếu như chúng ta nói phước huệ trí thượng là đại biểu trí tuệ Tịch căn là đại biểu phước Các vị phải nên biết Định mới là phước chân thật Tâm thanh tịnh là đại phước báo Vì sao phía sau Còn có mấy vị Bồ Tát nữa Thực tế mà nói là cần phải có Một vị Bồ Tát thông thường Muốn đạt đến được cảnh giới như vậy không phải là việc dễ dàng cho dù đạt đến được cảnh giới này rất khó viên mãn chúng ta xem thấy rõ ràng trong kinh hoa nghiêm trí thượng cùng tịch căn pháp thân đại sĩ họ đều đã chứng được viên giáo sơ trụ đã chứng được phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân trí tuệ phước đức ở trong cái nhìn của chúng ta từ trong mười pháp giới mà xem họ đều đạt đến được viên mãn viên mãn mà không cứu cánh viên mãn không phải cứu cánh viên mãn cho nên ở thế giới hoa tạng ở trong pháp giới nhất chân còn có thập trụ thập hạnh thập hồi hướng thập địa đẳng giác còn có 41 ngôi thứ 41 ngôi thứ này phải từ từ tu đến viên mãn, tu đến cứu cánh viên mãn, phải mất bao nhiêu thời gian? Trên kinh Phật nói ba a tăng kỳ kiếp, rất dài, không đơn giản. Pháp thân đại sĩ tu hành còn phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp. Phật ở ngay chỗ này hiện rõ đại từ đại bi. Vì những pháp thân đại sĩ này lập tức thành Phật. Hà Tất phải lãng phí nhiều thời gian đến như vậy. Lập tức thành Phật làm thế nào để thành? Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc. Cho nên ở trên hội Hoa Nghiêm, sau cùng, Bồ Tát phổ hiện mười đại nguyện dương cầu sanh cực lạc. Chính là mấy vị Bồ Tát phía sau biểu thị ra. Cầu sanh cực lạc. Pháp Tân Đại Sĩ sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc là giảng sanh thượng thượng phẩm cõi thật báo. Thượng phẩm cõi thật báo. Đến nơi đó, thì liền thành tựu. Chân thật là đem ba A à Tăng kỳ kiếp rút ngắn lại thành một niệm. Bạn nói xem việc này thù thắng việc nào, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên phía sau, Bồ Tát tính dị, Bồ Tát nguyện huệ, Bồ Tát hương tượng, Tại vì Bồ Tát này đại biểu ba điều kiện tu hành của tịnh tông. Tính, nguyện, hạnh. Bạn phải thật tin tưởng. Tin tưởng cái gì? Tin tưởng a di đà Phật. Tin tưởng Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta. Cách tin phải thế nào vậy? Làm thế nào cụ thể thực tiễn chính bộ kinh vô lượng thọ này bộ kinh vô lượng thọ này chính là bổn sư thích ca mâu ni phật giới thiệu cho chúng ta thế giới tây phương cực lạc bộ kinh vô lượng thọ này chính là a di đà phật nói qua y chánh trang nghiêm của thế giới cực lạc ngay trong đó có tánh có tướng có lý có sự có nhân có quả Chúng ta thấy đều tin tưởng Mỗi câu mỗi chữ Đều tin sâu không nghi Vậy mới gọi là tính Nếu không phải tin được như vậy Người niệm Phật tuy nhiều Người tu hành tuy nhiều Người giảng sanh thì không nhiều Do nguyên nhân gì vậy? Vì họ chưa thật tin cái tin đó của họ nói lời thành thật không phải lời khách sáo là mê tín mê tín có thể giảng sanh hay không mê tín nếu như thật mê thì có thể giảng sanh giả mê thì không thể giảng sanh thật mê là thế nào thật mê họ không có hai niệm mà bỏ họ niệm a di đà phật trong lòng họ chỉ có a di đà phật niệm phật 2 giờ đến 6 giờ một ngày từ sớm đến tối chỉ a di đà phật ngoài a di đà phật ra một dòng niệm khác cũng không có vậy thì được vậy thì họ có thể giảng sanh họ giảng sanh phẩm gì còn tương đối cao thế nào gọi là không thật tin không phải thật mê tín tuy là tin tưởng một ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng sàng bậy còn có rất nhiều phân biệt chấp trước còn có thị phi nhân ngã còn có tham sơn si mạng xen tạp ở ngay trong đó sự mê tín đó không thể giảng sanh cho nên các vị phải biết một trăm phần trăm người giảng sanh nhất định phải tin tưởng từng câu từng chữ trong bộ kinh này Chúng ta phải đem từng câu từng chữ trong bộ kinh này Thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta Cho nên lần này Lần này tôi ở nơi đây diễn giảng Không giới hạn thời gian Bộ kinh này giảng 2 năm, giảng 3 năm không hề gì Các gì cùng nhau đến nghe Không nhất định phải nghe hết Bạn nghe một lần có thọ dụng một lần Một lần hiểu rồi Một lần ghi nhớ rồi một lần có thể phụ hành Cả đời của bạn Thọ dụng không cùng tận huống hồ bằng mỗi lần giảng đều đến nghe mỗi kỳ giảng đều đến nghe lợi ích vô biên đó cũng đều là do thời tiết nhân duyên mà được đồng tu phương này chúng ta duyên đặc biệt thù thắng Tôi cũng không hề nghĩ đến Tôi lại chạy đến nơi Singapore này Cùng mọi người tỉ mỉ giảng qua một lần Không hề nghĩ đến Duyên quá thù thắng Tôi cũng không nghĩ rằng Mình có thể giảng được tỉ mỉ đến như vậy Do tâm bảo gia trì Việc này không phải sức người các vị ở nơi đây nghe được hoan hỷ Cũng là được tam bảo gia trì Không có tam bảo gia trì Bạn cũng nghe không hiểu bằng chân thật nghe hiểu nghe thấu suốt Phật Bồ Tát gia trị Có thể thấy được Chúng ta cùng thế giới Tây Phương Cùng a di Đà Phật Cái duyên này rất sâu Chỉ cần đem thiện căn phước đức Vô lượng kiếp của chính mình Đào tìm ra được Thì ngay đời này chúng ta Liền có thể dịnh thoát luân hồi Liền có thể thành Phật làm tổ tham gia câu lạc bộ a di đà phật chúng ta đến làm hội viên bạn nói xem từ tại giường nào hạnh phúc biết bao cho nên tính không phải là một sự đơn giản năm xưa tôi học phật xuất gia tôi học phật được 7 năm mới xuất gia khi tôi vừa xuất gia Thì liền đến Phật học viện giảng kinh Sau hai năm mới thọ giới Khi thọ giới rồi Đến Đại Trung để lại thầy Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam Tôi đến bái kiến ông Khi ông vừa thấy mặt tôi liền chỉ vào tôi nói Ông phải tin Phật Tôi cũng ngẩn người ra vì sao ông chỉ nói có hai chữ như vậy Ông phải tin Phật Sau đó tôi ngồi xuống thì giải thích với tôi Có rất nhiều người xuất gia Ngài nói Tuổi trẻ xuất gia đến 7-80 tuổi rồi Cũng chưa tin Phật Họ cũng biết giảng kinh Kinh cũng giảng được Hoa trời rơi rụng Vì sao mà không tin Phật Những gì Phật nói trên kinh Một chữ họ cũng không làm được Đó không phải là tin Phật Không tin Phật vì không có tính Thì nguyện hạnh cũng không có Làm sao có thể giảng sanh Cho nên Ngài nói Việc này vô cùng quan trọng Lão sư đặc biệt Nhắc nhở cảnh sách Nhất định phải tin tưởng Tính thì thật có thể lý giải có thể thông suốt, có thể y giáo phụng hành, vậy mới gọi là tính. hay nói cách khác, tính nguyện hạnh là một mà ba, ba mà một. bạn nói tính, bạn không có nguyện, không có hạnh, vậy cái tính đó là giả, không phải là thật. bạn nói bạn có nguyện, nguyện mà không có tính, không có hạnh, thì cái nguyện của bạn là giả. hạnh mỗi ngày niệm a di đà phật, a di đà phật, không có tính, không có nguyện, bạn niệm a di đà phật cũng là giả. trong tính nhất định phải có nguyện hạnh trong nguyện nhất định phải có tính hạnh trong hạnh nhất định phải có tính nguyện một mà ba ba mà một cái đảnh ba chân thiếu một cái thì ngã đổ việc này chúng ta nhất định phải nên hiểu nhất định phải nỗ lực mà làm đối với từng câu từng chữ trên kinh này thâm tính không hoài nghi quyết định không dám trái phạm ở trên kinh phật dạy chúng ta làm cố gắng nỗ lực mà làm phật nói những gì không nên làm quyết định không nên làm vậy chúng ta mới được gọi là chân tính chân nguyện chân hạnh đó mới là học trò tốt của a di đà phật liền có thể được a di đà phật hộ niệm a di đà phật hộ niệm bạn bạn phải nên biết a di đà phật là tất cả chư Phật đều rất tôn kính, cùng đồng ngưỡng mộ. Quan Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Hãy nói cách khác, bạn là học trò thật, đệ tử thật của a di Đà Phật. Bạn tự nhiên liền được tất cả chư Phật hộ niệm. Vậy còn phải lo lắng gì chứ? Còn gì mà không chịu buông bỏ, tiền tài của chúng ta của cải của chúng ta nhà đất của chúng ta bị người khác xâm chiếm rồi bị người khác đoạt đi rồi bạn có lo lắng hay không người chân thật tính nguyện hạnh thì không lo lắng phật đang bảo chúng ta buông bỏ mà đó là chính ngay lúc để buông bỏ khi chưa có người đến đoạt lấy ta còn thật là không thể buông bỏ. khi người vào đoạt lấy thì quá tốt. một lòng niệm phật không hề có gì gì hết. đó chẳng phải là tăng thượng duyên tốt hay sao? họ đến giúp ta một tay làm cho ta nâng cao lên thêm một bước nâng cao lên. ta muốn đi lên mà vẫn không thể đi. họ đưa một tay để chúng ta lên trên. không những không hận người đoạt lấy những của cải của ta trái lại còn cảm kích cảm ơn không có họ ta rất khó xả họ làm như vậy ta không xả không được khi ta vừa xả ra thì gần thêm một bước với phật di đà bạn nói xem từ tại giường nào làm gì có chuyện không hoan hỷ chứ nghĩ lại xem mọi thứ không thể đem chỉ có nghiệp theo mình Khi đến lúc lâm chung Thì có thứ gì có thể mang đi được đâu Không mang đi được thứ gì Nhất là khi đến lúc lâm chung phải xả Hiện tại xả không phải càng tốt hơn hay sao Xả được sạch trơn Thế nên ở trong kinh điển Phật nói với chúng ta Đồ vật của chúng ta bị kẻ khác cướp đi Cướp đi chính là của họ Ta có thể tìm nó lại được hay không Không thể được nếu bạn đi tìm về Thì bạn đã phạm giới trộm Họ cướp lấy của bạn Là họ ăn trộm Họ đã phạm giới trộm Nếu bạn đi tìm đó trở lại Thì bạn lại phạm giới trộm Bạn trộm của họ Cho nên sau khi xả hết rồi không nên nghỉ nữa Nếu như họ tặng lại cho bạn Đó là bố thí Họ đoạt lấy rồi Chính là tài vật của họ Họ trộm Họ có nhân quả của họ nếu như chúng ta lấy nó đem về lại, giật trở lại, chúng ta cũng phạm giới trộm, chúng ta cũng phải đọa lạc. Trong đó, lý cùng sự tương đối di tế. Không thể không biết, họ cướp lấy đồ của tôi đi, vì sao tôi không thể giật đó lại chứ? Người thế gian đều cho đó là hợp lý. Thế nhưng Phật nói không hợp lý. Nhưng là Phật nói có đạo lý. Bạn tỉ mỉ mà suy xét xem, Phật nói có đạo lý nhất định phải tuân thủ giáo huấn của phật đà chúng ta sống ở thế gian này thực tế mà nói rất là ngắn ngủi lần này tôi từ úc châu trở lại buổi tối hôm đó ở chỗ nha long bị cúp điện cúp hết hai ba tiếng đồng hồ nơi cửa tam quan của chúng ta có ba cây tiên nhân trưởng nở ra hai mươi mấy đoá hoa việc này trước đây chúng tôi chưa từng thấy qua tiên nhân trưởng nở hoa là rất hiếm thấy hoa nở ra là màu trắng giống như hoa sen vậy tôi bảo pháp sư ngộ hạnh chụp hình thì đã chụp hai mươi mấy tấm Chụp hình sau khi rửa ra Hoa cũng không có Không hề thấy hoa Tôi bảo mọi người xem Các vị xem rồi Có chỗ ngộ nào không? Sau khi mọi người xem xong Dường như đều không có giác ngộ Vì thì bạn không hề thấy được gì Tôi nhìn thấy hoa này Có sự cảnh giác cao độ tôi có chỗ ngộ Ngộ cái gì? Dạng pháp vô thường Sát na sanh diệt Bạn xem thấy tấm phim chụp này Vì sao nhìn diện sẽ không còn thấy nữa Lần này chính là như vậy Chính ngay lúc ấn máy chụp hình ngay sát na đó Ta mới biết được sinh mạng ngắn ngủi đến như vậy Vì sao phải tạo nghiệp Sinh mạng chúng sanh chúng ta Chính là một sát na đó Sát na sát na Chúng ta gọi là tướng tiếp nối như trên kinh kim cang nói như xương cũng như chớp như chớp là nói chân tướng như xương là nói tướng tiếp đối cho nên có thứ nào mà không đang nói pháp chứ tiên nhân trưởng đỡ hoa nói pháp cho chúng ta nghe nói cho chúng ta nghe dạng pháp vô thường như xương cũng như chớp chẳng phải là đang nói kinh kim cang cho chúng ta hay sao chúng ta xem thấy ở nơi là kinh kim cang kim cang bát nhã các vị ở nơi đó xem tâm luôn là nghị giới nghị dẫn đó chính là học phật cùng không học phật khác giao chỗ này bạn có thể thâm nhập như vậy mà mới biết được sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần cảnh giới nào không là đại phương quản chứ cảnh giới nào không phải là phật hoa nghiêm cảnh giới nào không phải là vô lượng thọ cảnh giới nào không phải là thanh tịnh bình đẳng giác đều ngay trước mắt chỉ do bạn không nhận ra nếu bạn nhận ra bạn mới hiểu được những gì trên kinh hoa nghiêm đã nói chư phật như lai giảng kinh nói pháp trần thuyết sát thuyết từ trước đến giờ chưa từng gián đoạn tận hư không khắp pháp giới bất cứ lúc nào nơi nào cũng đều đang nói pháp tất cả pháp ở đâu vậy tất cả pháp chính ngay trong sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Tiếc là chúng ta không nhìn thấy được Nhắc dở cho bạn Giống như ti chớp vậy Sáng lên một tí Chớp lên một cái rồi thì không còn nữa Lại tối đen Lại mê muội Bạn làm sao gìn giữ một điểm sáng suốt đó của bạn đó gọi là công phu Giữ gìn một niệm trí tuệ Giữ gìn một niệm cảnh giác đó chính là trí tuệ cao độ. Cho nên, tính nguyện hạnh. Nguyện là quyết định phải sanh Tây Phương tịnh độ. Điều này vô cùng là quan trọng. Vì sao vậy? Không sanh Tây Phương tịnh độ. Cho dù ra khỏi mười pháp giới, chứng được pháp thân đại sĩ, còn phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp bạn mới có thể viên thành phật đạo huống hồ chúng ta không cần nói thoát khỏi mười pháp giới không dễ dàng thoát khỏi sáu cõi cũng đã không dễ dàng nói thêm một điều hơi khó nghe các vị nhất định phải nên biết thoát khỏi ba đường ác cũng đã không dễ dàng ngày nay chúng ta xem thấy rất đông chúng sanh Tạo ra nghiệp gì? Tạo tội nghiệp ba đường ác. Ba đường ác là tội nghiệp gì? Ở trên kinh Đại Tiểu Thừa, Phật đều nói như vậy. Thường nói, gần như mỗi bộ kinh đều nói. Phật mỗi ngày đều nói, nhắc nhở chúng ta, năm giới mười thiện. Thân bạn còn tạo sát sanh, trộm cắp, tà dâm Khẩu giọng ngữ Trong năm giới có uống rượu Trong mười giới Khẩu nghiệp Giọng ngữ Nói hai lời Hai lời là khiêu khích phải quấy Giọng ngữ là ức hiếp chúng sanh Không thành thật Không phải lời thành thật Ý ngữ là lời nói bóng bẩy Lừa gạt chúng sanh ác khẩu là lời nói thô lỗ mắng người trong ý có tham sân si bằng tạo ra mười ác nghiệp này quả báo sẽ ở nơi ba đường khổ hiện tại tuy là còn chưa đọa vào trong ba đường trong ba đường đã ghi chú rồi đánh dấu rồi không cần đợi lâu thì phải đi thọ báo thôi ai không đọa ba đường ai không tạo mười ác nghiệp không tạo mười ác nghiệp trái lại còn tu mười thiện nghiệp không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không dòng ngữ không hai lời không ác khẩu không thiêu dệt không tham không sân không si mười thiện nghiệp thường phẩm mười thiện xanh lên trời trung phẩm mười thiện phước báo ở đời sau. Đời sau vẫn là được thân người hưởng phước báo nhân gian. Ngày nay chúng ta thấy hiện tại người hưởng phước thế gian này đều là do quá khứ có công tu năm giới mười thiện, tu hành có công. Hiện tại phú quý này của họ là phước báo của họ. cư sĩ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a cầu gmail com người đọc phật tử thiện quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn âm nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật